Và bây giờ thì chuẩn bị đưa các tiên đi học mọi người ơi. Sáng sớm ngày hôm nay thấy sương mù rất là nhiều ở nhà, không biết trên đường thì như thế nào nha. Rồi giờ đi học các tiên ơi. Hello mọi người, trên đường đưa các tiên đi mà không thấy đường luôn mọi người ơi, sương mù quá chừng luôn nè. Thấy các tiên ha. Các tiên chỉ rồi, đâu phải lên đó kìa, phải không? Mới tòa nhà bên đó giờ không thấy gì luôn mọi người. Ồ, sương mù ở Bình Dương nha, gần nhà các tiên nha. Ở chỗ của mọi người như thế nào? À, bây giờ các tiên đi học nè mọi người ơi, các tiên chào mọi người đi con. Chào mọi người nha, giờ các tiên đi học nè. Ơ, xin chào mọi người. Rồi, sáng giờ thì cũng đi làm mới về mọi người ơi. Rồi, sau khi đưa các tiên đi học thì về thì kho cà, cà với cá chiên nha mọi người. Lâu quá không ăn món này. Món này ăn mà chấm rau sống mà. À, đúng bài luôn á. Đúng mọi người. Đó, hấp xong rồi. Thử đi. Ngon quá. Hiện tại thì đã 11 giờ trưa rồi mọi người ơi. Nửa ngày trôi qua rất nhanh. Thì khi làm công việc đó thì mình không có theo dõi thời gian. Khi mà nhìn lại thì đã trưa rồi. Thường về nhà ăn cơm lắm mọi người ơi. Tại công việc cũng tự do mọi người. Về nhà ăn cơm nó ngon miệng hơn. Đôi lúc làm gần ở đây nha mọi người ha. Lúc mà đi xa như Sài Gòn thì cũng phải ăn cơm tiệm thôi. Ông anh ở đâu thì mình ở đó không à. Với lại khi nào mà đi xa thì có những cảnh quay mới. Còn vòng vòng ở đây ở nhà thì quay những cảnh ở nhà, giống như là ăn uống, giống như là cà phê, hay là những cái buổi tiệc gì đó để gửi đến mọi người, tranh thủ để làm video gửi mọi người. Cũng giống như là ngày đầu tiên làm kênh đó mọi người ha. Kênh Cắt Tiên Thử Thách thì lúc nào cũng có ăn uống đi chơi. À, bây giờ tắt thôi mọi người ơi. Giờ đi ngoài ngoài vườn có rau nào không? Hái dài cộng vào lát chấm ăn mọi người. À, trước mắt thì thấy lá lốp nè. Lá lốp với lại rau thơm, rau ngò, gặp cá. À. Đây có rau cần cua, rau tiêu. Còn đây gấp cá nè mọi người. À, bây giờ thì chắc là em hái vài cọng vô chấm rau ăn quá. Chấm cá ăn quá. Nãy giờ cũng mới rửa rau xong mọi người ơi. Sau khi cắt rau vào thì cũng mới vừa dọn cơm xong mọi người. À, bây giờ thì mời mọi người ăn cơm cùng buổi trưa với ba Cát Tiên nha. Đây buổi trưa đây mọi người. Đó, rau thì nãy cắt được hết nè, đầy đủ hết trơn nha. Đó, cá nè, lá lốp nè, rau tiêu nè, nãy còn được trái dưa leo. Đó, cá mọi người thấy không, ngon mọi người. Đây, lúc nào thì cũng cúng cơm, thường thường là cúng cơm trên bàn thờ không à, mà hôm nay thì mời bà nội Cát Tiên xuống ngồi cùng ăn với ba Cát Tiên luôn. Thì nhà thì lúc nào cũng có chai ớt sẵn hết. Chai ớt này là để là pha với chấm nè, cũng như là khi kho cá hay là bất cứ có cái gì mà mình muốn ăn ớt á, những cái món nào đặc trưng ha. Đặc biệt là khi nào mà kho xong hay làm gì đâu phải múc riêng cho Cát Tiên, chứ mà để ớt vậy là Cát Tiên là bỏ chạy à. À, buổi trưa mọi người ha. Buổi trưa xong rồi chút xíu cái nhâm nhi ly cà phê rồi tiếp tục đi làm. Đây, bà nội Cát Tiên chắc lẽ nãy giờ ăn trước rồi. Đây, mời mọi người ăn cơm.
Mời mọi người ăn cơm nha. Cơm trưa mọi người ơi, đơn giản thôi, khi không có mẹ có tiền ở nhà. Cái một cái không có ớt ngon rồi. Mới ăn xong luôn người ơi, mới dọn đống chén xuống luôn. Thời buổi giờ thì muốn ăn phải lăn đầu bếp, không có vợ ở nhà cũng tự xử mọi người. Ăn xong phải rửa, và đứa nào nấy thì cũng đi làm hết. Không có thời giống như trước là vợ là phải lo lắng ăn uống này nọ, rửa chén bát chặt đồ. Bây giờ là thôi đứa nào rảnh thì làm thôi. Bây giờ rửa chén mọi người, chén xong nghỉ ngơi xíu, uống ly cà phê đi làm tiếp. Cuộc sống mà. Em mọi người ha, không biết mọi người sao chứ em là như vậy, giờ không có nặng đứa nào. Em thì cảnh thì em làm giống như nãy, em chế biến đồ ăn tự xử, cơm tự nấu. Rồi giờ gặp mọi người sau ha. Rồi mới gửi đống chén xong luôn nè mọi người, nhanh gọn lẹ luôn. Thời buổi chạy đua đồng tiền mà, giúp được gì giúp, phụ hợ nhau phụ gì phụ hợ, không có gia trưởng gì chồng không có làm cái này làm kia. Trời bây giờ xin lỗi mọi người chứ bình đẳng rồi, muốn ăn thì mình phải lăn đầu bếp thôi. Sẵn đây em cũng chia sẻ với mọi người luôn chứ cuộc sống bây giờ mà vợ chồng phụ tay chân với nhau, chứ giờ mà nói về gia trưởng phân biệt này nọ cũng chưa chắc đó. Cuộc sống mà lên voi xuống chó mấy hồi, sống biết chuyện, sống biết thương yêu gia đình này nọ thì vợ con nó còn ngó tới chứ. Rất nhiều trường hợp anh em của em gặp. Cho nên em theo cái hướng của em, cái này nó thật. Có một số anh em nhiều khi nói là ủa sao ABC đây này nọ, mình sống vì gia đình mình, chứ mình đâu sống vì gia đình ai đâu. Mình sống, vợ mình lo mình, chứ phải hàng xóm lo mình. Cho nên cái chuyện gì mình chia sẻ được, mình giúp được thì mình giúp. Nó thật, chưa chắc gì mình thắng hoài, lên hoài, mai kia mốt nọ mình có chuyện gì rồi sao, đúng không? Con cái nữa nó nhìn mình nữa. Nên em là vậy. Tại cũng học hỏi những anh em xã hội cũng như chú bạn, tại sao người ta được như vậy. Thế chứ không phải là gia trưởng này nọ, chỉ tay năm ngón quăng để đó vợ đi rồi nhịn đói không có làm biết làm gì thôi. Cái đó hồi xưa 1900 hồi đó, chứ không phải là thời buổi là 5.0 này. Phải không phải là nhấn nút mất tiêu liền á, không phải thiệt không rồi. Cuộc sống này mà. Rồi giờ thì nằm nghỉ xíu, chút uống ly cà phê ha. Đi làm mọi người ơi. Nói chung ra thì cái câu chuyện này em cũng chia sẻ với mọi người á. Công việc của em thì cũng đi làm, nhưng mà đặc biệt dành thời gian gia đình cũng rất là nhiều mọi người.
đặc biệt là con cái đến việc nhà. Hồi đó mình đâu, em đâu có biết đâu, và cũng hồi đó cũng suy nghĩ tới vấn đề mà như thế này. Khi có gia đình, khi gia đình thấy vợ mình nó làm chăm con này nọ, những lúc cũng không kêu mình, nhưng mà mình thử đặt một ngày mình là phụ nữ thì biết liền. Em nói thật, nhưng sáng này em đưa con đi đi học cho ăn chủ, khi mà vợ nó đi làm sớm, bữa nào mà vợ nó làm cái ca chiều á, cái tối còn đỡ, nó làm sớm thì sáng mình phải cho con nó ăn uống nè, rồi đưa đi học nè, chiều đón về nè, tắm rửa ăn uống, nấu cơm nè, rồi được ăn nè, đồ đạc nhà cửa nè, chứ không lẽ đợi vợ mình về làm. Mọi người, thời buổi giờ chứ không phải ngày xưa đâu, thời buổi là muốn ăn phải lăn vào bếp. Thật sự nha, mình tự mình làm gì mà mình ăn á, cảm thấy nó ngon miệng lắm, thật đó mọi người. Nhưng mà người khác ăn á, chê á, mình buồn không? Buồn chứ, cứ như vợ mình thôi. Làm nhiều khi mình chê nó cũng buồn, nên thôi em cũng gửi lời với anh em, anh cũng khuyên em tại sao mà anh dạo này anh hay ở nhà, anh hay quay những cảnh ở nhà, đúng không? Nên vợ chồng mà em ơi, chuyện gì đó thì thôi bỏ qua đi, đúng không? Như anh nè, cứ buồn thì cứ chở con tôi uống cà phê, đi đâu đó chơi hay làm món gì đó ăn, không nhất thiết gì suy nghĩ cho con là ok nhất hay mọi người. Rồi, hẹn gặp lại mọi người sau nha. Chút xíu nữa đây thì em đi làm sẽ quay cho mọi người xem, trước khi đi làm chứ, trước khi đi làm. Rồi, giờ mời mọi người uống cà phê mọi người. Uống xong đi làm mọi người ơi. Chúc mọi người đầu giờ chiều nay công việc suôn sẻ nha. Mọi người xem video cho xin một like, một chia sẻ nha mọi người. Chắc có lẽ em cũng xin kết thúc video sau cũng uống cà phê xong đi làm mọi người ơi. Hẹn gặp lại mọi người vào video kế tiếp nha. Bye bye mọi người ơi.